Hi, chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Thì mình là Lộc đây, mình đến từ trại cá Guppy Star. Mình không biết cái lý do vì sao mà các bạn có gặp cái trường hợp này hay không. Mình đang dùng ở đây là mình đang dùng nước giếng, toàn bộ là nước giếng luôn. Và mình gặp cái sự cố, cái trường hợp này rất là nhiều lần. Và mình rất là khó khăn để khắc phục nó. Và vô tình, ngày hôm qua mình đã thử và mình thấy nó ok. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cái cách này, chia sẻ lại cho các bạn nếu bạn nào gặp trường hợp như mình. Bây giờ mình sẽ quay cái hồ nó bị như vậy á, sau rồi á mình sẽ nói chuyện với các bạn ha. Ok, đây các bạn thấy ha, đây nè các bạn, nó thật là kinh khủng. Các bạn biết cái này là cái gì không? Theo mình tìm hiểu á thì cứ gọi là cái ván thôi, cái ván dầu, ván gì á. Chắc nước máy thì mình nghĩ không có đâu, nhưng mà nước giếng thì theo mình thấy á, mình tìm hiểu thì có những anh em ở miền Tây người ta cũng có bị cái trường hợp như thế này, và họ bảo là không có vấn đề gì hết. Nhưng mình thấy thì ví dụ như cái ván này nó nhiều quá như vậy á thì nó sẽ nhất chất là nhìn nó gớm đó các bạn, rất là gớm luôn. Cái thứ hai á là mình nghĩ là cá nó sẽ thiếu oxy đó, nghĩ như vậy. Mình bị rất là nhiều hồ như thế, mình sẽ đi quay vài cái hồ test cho anh em xem đó ha, hồ đó và kể cả khi nhựa mình cũng bị luôn, mà đa phần là mình bị cái hồ bạc đây, cực kỳ kinh khủng. Các bạn thấy không, nó vàng, mặc dù cá của mình ở dưới đây cũng vậy nè, nó vàng ghê gớm luôn, rất là gớm. Mình rất là đau đầu cái vấn đề này, thì bạn nào biết cách xử lý nó thì có thể là comment ở bên dưới để chỉ cho mình cái cách làm sao để giải quyết được cái vấn đề này. Theo mình biết thì nó không hại gì tới cá, nhưng mà nó không hại tới cá, nhưng mà nó nhìn nó rất là không có thẩm mỹ, và mình nghĩ cá nó sẽ thiếu oxy thôi. Đó, nhìn rất là ghê. Bạn nào biết thì có thể là góp ý giúp cho mình ha, để mình khắc phục. Đó, thì ở đây mình cũng có một cái thùng xốp này, nó cũng bị, nó bắt đầu nó vàng vàng rồi đó, các bạn thấy không? Thì ngày hôm qua mình có vô tình mình như ngày hôm qua mình có vô tình mình thử nhưng mấy thùng này thì nó không bị. Trước giờ mình cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng mà ngày hôm qua mình có đầu có thử. Thì đây là cái cách mà mình nghĩ là tạm thời mình áp dụng nó để xử lý cái vấn đề này. Đây các bạn, đây là cái hồ của mình, các bạn thấy không, nó trong này, nó trong này. Bên góc này nó sẽ có những cái vàng vàng này, các bạn thấy không, đó vàng đó. Thì cái hồ này á, đợt trước á nó cũng vàng y cái hồ kia, nó cũng vàng y xì vậy luôn, nó cũng vàng hết luôn. Nhưng mà mình bất lực và bắt đầu mình thật nghĩ ra một cách, đó là đây, sủi oxy nó, mình bỏ sủi oxy. Thì vô tình mình sủi oxy từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay á, thì cái chỗ nào mình sủi oxy nó sẽ hết các bạn, nó không có còn cái ván đó nữa. Đó, nó không còn một cái ván, thì các bạn thấy đó, nó sẽ nằm ở phía trong góc này nè. Mà mình nghĩ thì khi mình sủi liên tục thì chắc nó sẽ hết luôn á. Thì như vậy thì nó có một cái khó khăn á là không lẽ hồ nào mình cũng sủi oxy. Có những hồ mình không có sủi oxy các bạn thì nó bị, nhưng mà có những hồ mình không sủi oxy á thì nó vẫn không bị. Không bị cái ván này. Đó, đây là một cái mà cái video hôm nay không phải là chia sẻ cho các bạn nữa, mà video hôm nay là mình muốn các bạn giúp mình làm sao để giải quyết được cái vấn đề này ha. Nó rất là khó chịu, nhìn rất là không bực mắt. Bây giờ mình sủi oxy thì nó ok rồi nè, sủi oxy thì nó hết cái hồ này. Có một cái trường hợp nữa, cái hồ này nó bữa nó cũng bị nè, nhưng mà không biết vì lý do gì, thời tiết, không khí hay là cái gì đó thì nó lại hết. Đây, cái này nó lại hết. Rất là khó ha. Rất là khó hiểu. Đó. Trời ơi, nghĩ sao các bạn, con mình này. Nó
nó hốt đá vào đây này, nó quăng vô đấy. Nuôi cá mà ở nhà con cái là vậy đấy, nó phá như giặc vậy đó bạn. Đó, cái hồ này mà sủa oxy ở đây thì nó bị ở trong này, trong này không có sủa oxy thì nó sẽ bị vàng này, lên một cái lớp ván vàng này, thấy không? Đó, rất là khó chịu. Mà mình không biết là nó do ở trong nước hay là nó bị ở trong nước hay là nó bị do thời tiết, lớp ván ở phía trên mặt. Đó, thì bạn nào biết thì có thể chỉ cho mình một cái cách gì đó, hoặc bỏ cái gì vô đó, bỏ cái gì vô để cho nó hết, thì mình có thể test thử, comment cho mình biết để mình có thể test thử để xem. Mình nghĩ là sẽ có những bạn mà nuôi không oxy thì sẽ có khả năng là bị giống mình đó. Nè, nhưng mà cách giải quyết thì hiện tại bây giờ mình rất là may mắn qua mình thử sủi oxy, tại vì không phải hồ nào mình cũng sủi oxy. Mình nuôi cá mà cá con đồ lên thì mới sủi oxy lắm đó, chủ yếu là mình hồ cá giống thôi đó. Nhưng qua mình may mắn mình sủi thử thì nó mình thấy là nó ok đó, tự nhiên nó sẽ hết. Và mình nghĩ ra cái cách như vậy đó. Thì bạn nào có cách nào mà không cần phải sủi oxy mà có thể là xử lý được cái vấn đề và cái ván như thế này đó, thì giúp cho mình ha, comment cho mình biết ha. Đó, cá rất là nhanh lớn luôn, cá ăn ạc tơ rất là nhanh lớn luôn. Mình ăn cho toàn bộ là ạc tơ và đâu ạc tơ và bo bo đông lạnh, rất là nhanh lớn luôn. Những cái cây như thế này này các bạn, sẵn đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình đang làm mấy cái cây lăn nước này, khá là đẹp các bạn. Ồ trời, đây lạnh lắm, hình nó bù lại nè, kinh khủng không? Giờ này là giờ ăn sáng mà. Phê lắm, massage không các bạn, massage không? Đây các bạn, đừng có rớt dính này luôn. Đây, mình đang test thử cái này, cái lăn nước, cái này là cái lăn nước, nhìn khá là đẹp, dễ thương. Mình đang để cho nó bám vào cái này, nhưng mà theo mình thấy á, thì nó không bám các bạn. Nó chỉ bấu vào cái ấy, là nó không phải là nó bọc giống những cái rễ kia. Cái rễ này nó chỉ đâm vào đây này. Đây này, nó chỉ đâm vào thôi, chứ nó không có bọc, nó không có bao trùm được cái này, không bao trùm được cái lọc này. Nhìn thì rất là đẹp luôn. Đẹp không? Quá đẹp, mình cũng ghiền luôn. Cái này mà mấy cái hồ mình cứ để cục cục mình bỏ hồ thủy sinh đó, thì khá là đẹp. Nhưng mà rất mơ buồn là nó không chịu bao bọc vô trong cái cục sứ, nên là khá là buồn ha. Đó, chứ không mà nó mà nó bao vô cục sứ nữa thì mình nói là bao phê luôn. Cái hồ nào thùng xốp hay gì đó đó mình cứ thả vô, nó đẹp lắm. Làm cho cái hồ cá mình nó thêm sinh động hơn cả. Đó, mình làm mấy cái này cũng đây nè. Cái này mình cục dây luôn nè. Đó, cái này mình cục dây. Đó, mà mình nghĩ là nó không có bọc được thì cũng không hay lắm. Có mấy cái mình dán, mình lấy keo keo mà bên thủy sinh đó, mình dán lên cục đá. Nhìn khá là dễ thương mà thấy cũng lâu ra rễ lắm các bạn. thì đó là cái mà mình đang rất là khó chịu đó. Và mình cũng mong muốn rằng chia sẻ cho anh em một ít nhất là cũng có được một cái cách để mình xử lý vấn đề đó. Thì anh em nào gặp thì sẽ thấy cái sự khó khăn của nó, còn anh em nào chưa gặp thì mình cũng xem để tham khảo đó. Rất là ghê, để tham khảo ha. Rồi ok, thì video hôm nay mình xin chia sẻ với anh em như vậy. Và trước khi mình tắt máy thì mình sẽ quay lại đây một tí xíu những con cá con ở trong hồ này cho các anh em xem. Và mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Và hẹn gặp anh em và các bạn vào những video lần sau. Nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình hàng tuần. Thì mình là Lộc đến từ trại cá Group B Star. Mong rằng anh em sẽ ủng hộ trong thời gian kế tiếp. Bye bye anh em, và chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha. Và giữ gìn sức khỏe này, mùa Covid nữa. Bye bye.